Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao chúng sanh trụ Bồ Tát thừa không có phương tiện thiện xảo? Phật dạy, này thiện hiện, nếu chúng sanh trụ Bồ Tát thừa từ khi mới phát tâm không có phương tiện thiện xảo tu hành bố thí ba la mật đa, không có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh giới ba la mật đa, không có phương tiện thiện xảo tu hành an nhẫn ba la mật đa, không có phương tiện thiện xảo tu hành tinh tấn ba la mật đa, không có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh lự ba la mật đa, không có phương tiện thiện xảo tu hành bát nhã ba la mật đa, thì này thiện hiện, chúng sanh trụ Bồ Tát thừa này khi tu hành bố thí nghĩ thế này: ta tu hành bố thí, người kia nhận của ta bố thí, ta cho vật như vậy. Khi tu hành tịnh giới nghĩ thế này: ta giữ giới, giới là đối tượng ta giữ, ta thành tựu giới ấy. Khi tu an nhẫn nghĩ thế này: ta tu an nhẫn, kia là đối tượng ta nhẫn, ta thành tựu nhẫn ấy. Khi tu hành tinh tấn nghĩ thế này: ta tu tinh tấn, ta vì tinh tấn này, ta đủ tinh tấn ấy. Khi tu tịnh lự nghĩ thế này: ta đang tu định, ta vì tu định này, ta thành tựu định ấy. Khi tu bát nhã nghĩ thế này: ta đang tu tuệ, ta vì tuệ này, ta thành tựu tuệ ấy. Lại nữa thiện hiện, chúng sanh trụ Bồ Tát thừa này, khi tu bố thí, chấp có bố thí này, chấp do bố thí ấy, chấp bố thí là ngã sở, rồi sanh kiêu mạn. Khi tu hành tịnh giới, chấp có tịnh giới ấy, chấp do tịnh giới này, chấp tịnh giới là ngã sở, rồi sanh kiêu mạn. Khi tu hành an nhẫn, chấp có an nhẫn ấy, chấp do an nhẫn này, chấp an nhẫn là ngã sở, rồi sanh kiêu mạn. Khi tu tinh tấn, chấp có tinh tấn ấy, chấp do tinh tấn này, chấp tinh tấn là ngã sở, rồi sanh kiêu mạn. Khi tu tịnh lự, chấp có tịnh lự ấy, chấp do tịnh lự này, chấp tịnh lự là ngã sở, rồi sanh kiêu mạn. Khi tu bát nhã, chấp có bát nhã ấy, chấp do bát nhã này, chấp bát nhã là ngã sở, rồi sanh kiêu mạn. Vì sao? Vì trong bố thí ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của bố thí ba la mật đa. Trong tịnh giới ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh giới ba la mật đa. Trong an nhẫn ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của an nhẫn ba la mật đa. Trong tinh tấn ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tinh tấn ba la mật đa. Trong tịnh lự ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh lự ba la mật đa. Trong bát nhã ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, chúng sanh trụ Bồ Tát thừa này, vì chẳng biết tướng của bờ bên này bờ bên kia nên chẳng thể nhiếp thọ bố thí ba la mật đa, chẳng thể nhiếp thọ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng thể nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, chẳng thể nhiếp thọ pháp không nội, chẳng thể nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng thể nhiếp thọ chân như, chẳng thể nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Chẳng thể nhiếp thọ thánh đế khổ, chẳng thể nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, chẳng thể nhiếp thọ bốn tịnh lự, chẳng thể nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thể nhiếp thọ tám giải thoát, chẳng thể nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng thể nhiếp thọ bốn niệm trụ, chẳng thể nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chẳng thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, chẳng thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng thể nhiếp thọ mười địa Bồ Tát, chẳng thể nhiếp thọ năm loại mắt, chẳng thể nhiếp thọ sáu phép thần thông,
chẳng thể nhiếp thọ 10 lực Phật, chẳng thể nhiếp thọ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng thể nhiếp thọ pháp không quên mất, chẳng thể nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, chẳng thể nhiếp thọ trí nhất thiết, chẳng thể nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng thể nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, do nhân duyên ấy nên chúng sanh trụ Bồ Tát thừa này rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, cũng như vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, do chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, nên thối đọa vào địa vị thanh văn và độc giác, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, vì thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng thường nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, này thiện hiện, có thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, từ khi mới phát tâm, lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành bố thí ba la mật đa, lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành tịnh giới ba la mật đa, lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành an nhẫn ba la mật đa, lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành tinh tấn ba la mật đa, lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành tịnh lự ba la mật đa, lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân này, khi tu bố thí chẳng nghĩ thế này: ta tu bố thí, kia nhận của ta bố thí Phật như vậy. Khi tu tịnh giới chẳng nghĩ thế này: ta giữ giới, giới là đối tượng ta giữ, ta thành tựu giới ấy. Khi tu an nhẫn chẳng nghĩ thế này: ta tu an nhẫn, kia là đối tượng ta nhẫn, ta thành tựu nhẫn ấy. Khi tu tinh tấn chẳng nghĩ thế này: ta tu tinh tấn, ta vì tinh tấn này, ta đủ tinh tấn ấy. Khi tu tịnh lự chẳng nghĩ thế này: ta tu định, ta vì tu định này, ta thành tựu định ấy. Khi tu bát nhã chẳng nghĩ thế này: ta tu tuệ, ta vì tu tuệ này, ta thành tựu tuệ ấy. Lại nữa, thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa này, khi tu bố thí chẳng chấp có bố thí, chẳng chấp do bố thí này, chẳng chấp bố thí là ngã sở. Khi tu tịnh giới chẳng chấp có tịnh giới, chẳng chấp do tịnh giới này, chẳng chấp tịnh giới là ngã sở. Khi tu an nhẫn chẳng chấp có an nhẫn, chẳng chấp do an nhẫn này, chẳng chấp an nhẫn là ngã sở. Khi tu tinh tấn chẳng chấp có tinh tấn, chẳng chấp do tinh tấn này, chẳng chấp tinh tấn là ngã sở. Khi tu tịnh lự chẳng chấp có tịnh lự, chẳng chấp do tịnh lự này, chẳng chấp tịnh lự là ngã sở. Khi tu bát nhã chẳng chấp có bát nhã, chẳng chấp do bát nhã này, chẳng chấp bát nhã là ngã sở. Vì sao? Vì trong bố thí ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của bố thí ba la mật đa, trong tịnh giới ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tịnh giới ba la mật đa, trong an nhẫn ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khỏi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của an nhẫn ba la mật đa, trong tinh tấn ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khỏi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tinh tấn ba la mật đa, trong tịnh lự ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khỏi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tịnh lự ba la mật đa, trong bát nhã ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa này, vì biết rõ tướng bờ bên này, bờ bên kia nên có thể nhiếp thọ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại có thể nhiếp thọ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tà
bản mạng, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thuần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ mười địa Bồ Tát, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mong chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao chúng sanh trụ Bồ Tát thừa có phương tiện thiện xảo? Phật dạy, này thiện hiện, nếu chúng sanh Bồ Tát thừa từ khi mới phát tâm có phương tiện thiện xảo tu hành bố thí ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh giới ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo tu hành an nhẫn ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo tu hành tinh tấn ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh lự ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo tu hành bát nhã ba la mật đa. Thì này thiện hiện, chúng sanh trụ Bồ Tát thừa này, khi tu bố thí, chẳng nghĩ thế này, ta tu hành bố thí, kia nhận của ta bố thí Phật như vậy. Khi tu tịnh giới, chẳng nghĩ thế này, ta giữ giới, giới là đối tượng ta giữ, ta thành tựu giới ấy. Khi tu an nhẫn, chẳng nghĩ thế này, ta tu hành an nhẫn, kia là đối tượng mà ta nhẫn, ta thành tựu nhẫn ấy. Khi tu tinh tấn, chẳng nghĩ thế này, ta tinh tấn, ta vì tinh tấn này, ta đầy đủ tinh tấn ấy. Khi tu tịnh lự, chẳng nghĩ thế này, ta tu định, ta vì tu định này, ta thành tựu định ấy. Khi tu bát nhã, chẳng nghĩ thế này, ta tu tuệ, ta vì tuệ này, ta thành tựu tuệ ấy. Lại nữa, thiện hiện, chúng sanh trụ Bồ Tát thừa này, khi tu bố thí, chẳng chấp có bố thí, chẳng chấp do bố thí này, chẳng chấp bố thí là ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn. Khi tu tịnh giới, chẳng chấp có tịnh giới, chẳng chấp do tịnh giới này, chẳng chấp tịnh giới là ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn. Khi tu an nhẫn, chẳng chấp có an nhẫn, chẳng chấp do an nhẫn này, chẳng chấp an nhẫn là ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn. Khi tu tinh tấn, chẳng chấp có tinh tấn, chẳng chấp do tinh tấn này, chẳng chấp tinh tấn là ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn. Khi tu tịnh lự, chẳng chấp có tịnh lự, chẳng chấp do tịnh lự này, chẳng chấp tịnh lự là ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn. Khi tu bát nhã, chẳng chấp có bát nhã, chẳng chấp do bát nhã này, chẳng chấp bát nhã là ngã sở, cũng chẳng kiêu mạn.
Vì sao? Vì trong bố thí ba la mật đa không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của bố thí ba la mật đa. Trong tịnh giới ba la mật đa không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh giới ba la mật đa. Trong an nhẫn ba la mật đa không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của an nhẫn ba la mật đa. Trong tinh tấn ba la mật đa không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tinh tấn ba la mật đa. Trong tịnh lự ba la mật đa không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh lự ba la mật đa. Trong bát nhã ba la mật đa không phân biệt như vậy cũng chẳng như sự phân biệt kia. Vì sao? Vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, chúng sanh trụ Bồ Tát thừa này vì biết rõ tướng bờ bên này bờ bên kia nên có thể nhiếp thọ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ mười địa Bồ Tát, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, như vậy các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa vì có khả năng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng có khả năng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mong chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.